Chào các bạn, mình tên là Đoàn Thị Thanh Trang. Năm nay mình 12 tuổi. Mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh, trường trung học cơ sở Phan Tây Hồ. Mình mới vừa nhận được visa xong. Mình cảm thấy rất là vui. Bây giờ mình chỉ muốn đi qua Mỹ liền luôn. Gặp anh Bảo Anh xong á, anh Bảo Anh chia sẻ mình cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Sau khi nói chuyện với lãnh sự quán xong thì mình cảm thấy rất là bình thường. Nó không có sợ sệt rụt rè như là mình nghĩ. Mình đi phỏng vấn với mẹ mình. Khi mà có visa thì hai mẹ con rất là vui. Mẹ mình gọi cho tất cả mọi người trong nhà báo tin thì ai cũng chúc mừng mình hết. Mình chọn Mỹ để đi du học vì mình nghĩ cho tương lai của mình sẽ là một nhà kinh doanh. Mình muốn học tốt tiếng Anh hơn và tham gia các hoạt động ở trường bên Mỹ của mình. Qua Mỹ mình sẽ học trường Andrews Christian School. Bây giờ mình đang học lớp 6, khi mà qua Mỹ mình sẽ học tiếp lớp 7. Trường mình có hơn 40 năm kinh nghiệm giảng dạy. Trường đó dạy từ mầm non cho tới lớp 12. Và trường đó chỉ cách nhà dì mình khoảng 10 phút bằng xe hơi thôi. Khi làm hồ sơ ở tên Đại Dương thì em cảm thấy rất là an tâm khi mà được các anh chị hướng dẫn và giúp đỡ nhiệt tình. Tuy là em không học nhiều với lại anh Bảo Anh, nhưng mà chỉ có một buổi học anh Bảo Anh đã chỉ dẫn cho em cách làm sao để nói chuyện với lại lãnh sự quán, tâm lý mình chuẩn bị như thế nào để khi mà vào lãnh sự quán mình không bị sợ e sợ rụt rè mà mình nói chuyện với người ta như là một người bạn thân. Em chỉ học với anh Khôi có vài ngày nhưng mà em cảm thấy anh Khôi là một người rất là thân thiện và hiền. Anh Khôi đã chỉ dẫn cho em để em có thể phỏng vấn tốt được như ngày hôm nay. Bây giờ đã có visa rồi thì em có lời khuyên là các bạn ơi, khi mà vào trong lãnh sự quán mình phỏng vấn thì đừng e sợ rụt rè, hãy tự tin lên, cố gắng để trả lời tất cả những câu hỏi mà lãnh sự quán ra cho. Hãy yên tâm đi, những câu hỏi mà em bảo anh cho các bạn rất giống những câu hỏi mà lãnh sự quán hỏi. Khi mà phỏng vấn, các bạn nên chọn những ý nào hay nhất để trả lời, để có thể thuyết phục được lãnh sự quán cho mình visa. Lớp học phỏng vấn của Tâm Đại Dương rất là vui nhộn và hay. Nó giúp cho em tự tin hơn. Em biết được những câu hỏi mà lãnh sự quán sẽ hỏi em khi mà em phỏng vấn. Chúc các bạn thành công.